Kiều My Duyên kính chào quý khán thính giả của đài SBTN. Hôm nay là ngày Chủ nhật, trời lạnh lạnh, gió yêu yêu, đẹp lắm thưa quý khán thính giả. Chúng tôi đang đứng ở Civic Center của thành phố Westminster tham dự buổi ra mắt sách của nhà văn Huy Phương, là một cựu tù nhân chính trị, một sĩ quan chiến tranh chính trị của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Quyển sách có tên là Nhìn xuống cuộc đời. Số quý khán thính giả tham dự rất là đông đảo. Trong hàng quan khách này chúng tôi có gặp giáo sư Lương Tấn Lực, là võ văn hóa võ bị Đà Lạt, và đang giữ trang web vanhoavu.com. Kính mời quý khán giả theo dõi phóng sự của Kiều Mỹ Duyên với giáo sư Lương Tấn Lực và giáo sư Nguyễn Đương của trường võ bị Đà Lạt. Bây giờ Kiều Mỹ Duyên kính mời quý khán giả theo dõi cuộc phỏng vấn của Kiều Mỹ Duyên với giáo sư Lương Tấn Lực. Kính thưa giáo sư cũng là một cựu tù nhân chính trị. Giáo sư nghĩ gì về những người cựu tù nhân chính trị, chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa sống dưới chế độ Cộng sản, đi tù đài, bây giờ định cư Hoa Kỳ, viết lại hồi ký. Những cái hồi ký này rất là có giá trị, bởi vì cái sự tù đài, cái sự khổ sở của người tù mà vẫn được sĩ khí, vẫn giữ được sĩ khí của người sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Dạ, xin mời giáo sư. Thưa quý khán thính giả của đài SBTN, tôi rất quý trọng những hồi ký liên quan đến cuộc chiến đấu của quân đội miền Nam và những kinh nghiệm bản thân mà các chiến sĩ và viên chức của chế độ chúng ta đã chịu đựng trong các ngục tù cộng sản. Trước hết, lòng khâm phục của chúng tôi phát xuất từ nhận định rằng những tác giả đó là những nhân chứng của lịch sử. Họ giúp cho nhân loại có được những ánh sáng hiếm hoi, soi rọi vào những thể chế chính trị cai trị bằng máu, bóng tối, căm thù và thủ đoạn. Sau bao nhiêu năm tù đầy, tuổi đời chồng chất lên cao, ngược đãi của môi trường sống trong quy luật đào thải thiên nhiên, tâm trí hao mòn nhanh chóng trong giai đoạn về chiều, chưa nói những bức xúc về tài chánh, một trong những trở ngại hàng đầu khi tính chuyện ra sách. Ai cũng biết điều đó, những tác giả của các thiên hồi ký cũng biết điều đó. Nhưng cuối cùng tác phẩm của họ vẫn ra đời, chứng tỏ họ đã chiến thắng được một cuộc chiến thứ nhì không kém phần cam go so với cuộc chiến lần đầu. Không phải hôm nay tôi mới tiếp cận được những thiên hồi ký như của nhà văn Huy Phương. Trang web Văn Hóa Vụ của chúng tôi cũng từng làm công tác phổ biến và giới thiệu một số tác phẩm liên quan đến cuộc chiến, như Chinh Chiến Điêu Linh của Kiều Mỹ Duyên, 25 năm thế kỷ của cựu Trung tướng Lâm Quang Thi, nguyên chỉ huy trưởng trường võ bị quốc gia Việt Nam. Thay vì trực tiếp bình luận về cuốn sách 25 năm thế kỷ của Trung tướng Lâm Quang Thi, tôi xin mạn phép mượn lời của tiến sĩ Đàm Trung Pháp để giới thiệu qua về thiên hồi ký giá trị hàng đầu này. Sau hơn 1/4 thế kỷ suy nghĩ về vận mệnh miền Nam Việt Nam và với một thái độ bình thản và không cay đắng, tác giả đã viết ra trong cuốn sách những chuyện mắt thấy, tai nghe để lưu lại cho mai sau. Vì thế mà kinh nghiệm của ông là người trong cuộc bảo đảm giá trị cho những điều ông viết. Đồng ý hay không đồng ý với tác giả vì những điều ông viết ra trong sách là tùy người đọc. Nhưng có lẽ không ai có thể phủ nhận được tấm lòng thành và niềm hãnh diện đích thực của Trung tướng Lâm Quang Thi về quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đây là một cuốn sách xứng đáng nằm trong các thư viện Đại học Mỹ và là một tài liệu tham khảo khả tín cho những ai muốn tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam. Dạ thưa giáo sư cũng là người mà viết cầm bút. Giáo sư đã giữ cái trang website của Văn Hóa Vụ rất có giá trị, mà rất nhiều người đọc giả khắp nơi trên thế giới khen cái website này vanhoavu.com. Giáo sư có nghĩ là một ngày nào đó giáo sư sẽ viết thành sách và giáo sư sẽ in ra sách và giáo sư sẽ ra mắt sách như nhà văn Huy Phương ngày hôm nay hay không? Câu hỏi thứ hai, trước đây cũng có người đã hỏi tôi về việc này. Hiện tôi hay có quá nhiều lựa chọn căn cứ cho những gì tôi đã viết, đang viết và sắp viết. Riêng trang web Văn Hóa Vụ trường võ bị quốc gia Việt Nam, đó là công lao đóng góp chung của tất cả mọi thành viên trong gia đình cựu giáo sư Văn Hóa Vụ
và các thân hữu. Nhờ vậy mà trang web của chúng tôi rất phong phú và đa dạng, có hơn 20 tiết mục khác nhau, bao gồm sáng tác văn nghệ, văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, tin học điện toán, y học, kinh tế, chính trị thời sự, âm nhạc, diễn đàn, vân vân. Đặc biệt có những loạt bài nghiên cứu như nguồn gốc và lịch sử thành phố Đà Lạt, trí khôn nhân tạo, vật lý quantum, thuyết tương đối của Einstein, nguồn gốc và lịch sử giả định của loài người, tế bào mầm, tài liệu dưới đáy biển. Mặc dù trang web mới được thiết lập gần đây thôi, số lượng khách viếng trên 2.000 mỗi tháng. Trang web của chúng tôi còn là một nỗ lực liên kết với các trang web liên quan đến trường vô bị quốc gia Việt Nam. Hiện thời chúng tôi đã có sự hiện diện và đóng góp của trang web của nhạc sĩ Nguyễn Thanh Trang, nguyên giáo sư khoa kinh tế trường vô bị quốc gia Việt Nam, trang web Đoàn Văn Khanh, nguyên giáo sư khoa nhân văn trường vô bị quốc gia Việt Nam, trang web Đặt Sang Ra Hiệu trường vô bị quốc gia Việt Nam do Đinh Tiến Đạo thực hiện, trang web Việt Nam Library Network do anh Nguyễn Thiệu Minh và một số cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam thực hiện. Đa số những người đóng góp cho trang web này ngày nay đã trên lục tuần. Những tế bào não của chúng tôi có thể theo thời gian đã bị hy tổn hại phần nào, nhưng khối chất xám của chúng tôi dứt khoát không suy giảm. Nhân tiện đây, xin mời quý khán thính giả viếng thăm trang nhà của chúng tôi theo địa chỉ vanhoavu.com. Xin thành thật cảm ơn. Kính thưa quý khán thính giả của đài SBTN, Văn Hóa Vụ, ở đây có nhiều ông thầy tài hoa lắm. Một trong những người Văn Hóa Vụ nổi tiếng đó là ông Vĩnh Đương. Ông Vĩnh Đương cũng dạy Văn Hóa Vụ thư vị, cũng là cựu tù nhân chính trị định cư theo diện HO. Và bây giờ chúng tôi kính mời quý khán thính giả theo dõi phóng sự của chúng tôi và xin chào ông Vĩnh Đương. Anh có thể cho biết là cảm nghĩ của anh như ngày hôm nay như thế nào? Trong lúc đó, anh cũng là người cầm bút và những người tù có mặt ngày hôm nay cũng hăng say, cũng tham gia cuộc ra mắt sách ngày hôm nay. Thưa anh. Theo tôi thì tất cả những HO mà qua đây, những người mà có khiếu về văn chương, thì người ta thường hay ghi lại tất cả những cái kỷ niệm, những cái câu chuyện trong trại cải tạo và những nỗi cơ cực của tất cả những anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Thành thử ra mỗi lần có những vụ mà ra mắt sách, có những buổi ra mắt sách như thế này thì tôi đều đến tham dự và cùng mua sách để đọc và để hiểu biết tất cả những gì mà những người ra sách đã viết lại, vì đó là tất cả những kinh nghiệm, những kỷ niệm, những nỗi nhọc nhằn mà tất cả các anh em HO đã chịu sau thời gian mất nước.